Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin nóng xe buýt ngày hôm nay, Vương Nhất Bạc bị CNET bị bôi, Dương Tử đã tiêu chiến, Diệp Phàm cào trọc đầu, sao bị tổ chỉnh chòe, Lệ Dĩnh đi chơi. Những thông tin hot hit của sao Hoa Ngữ có trong ngày hôm nay sẽ được tổng hợp đầy đủ qua bài viết này. Vương Nhất Bạc bị dân tình ném đá vì phát ngôn thích con trai. Trong tập mới nhất của Thiên Thiên Hướng Thường, Vương Nhất Bạc đã hóa trang thành hình ảnh của mình trong năm 2050. Khi nhắc đến bản thân trong cương vị một người cha, Vương Nhất Bạc chia sẻ, hai ba đứa là quá nhiều, dù thế nào thì em cũng bắt buộc phải có con trai để chơi với em. Em sẽ huấn luyện con lái mô tô, chơi ván trượt. Ngay lập tức, chia sẻ thẳng như ruột ngừa của nam minh tinh đã khiến dân mạng tranh cãi. Dẫu biết trai gái là do quan điểm từng người, nhưng thái độ cương quyết phải sinh con trai, khiến CNET cho rằng Vương Nhất Bạc IQ thấp, gia trưởng thậm chí là trọng nam khinh nữ. Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn có nguy cơ hoàn chiếu, Dương Tử rời xa tiêu chiến nên duyên cùng Hứa Khải trong phim mới. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Du Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn có liên quan đến chiến dịch thanh tẩy gần đây của CBIT nên sẽ bị hoàn chiếu. Bên cạnh đó, vì để tăng cường quản lý chặt chẽ nên Tổng cục Văn hóa đã hạn chế số phim lên sóng và Du Sinh của Tiêu Chiến cũng nằm trong danh sách kể trên. Ở một diễn biến khác, nhiều nguồn tin cho rằng Dương Tử và Hứa Khải sẽ hợp tác trong phim mới là Xuân Yến Nhật. Xuân sao hình ảnh Ngô Diệc Phàm bị cáo đầu. Tối hôm qua, trên Weibo xuất hiện hình ảnh Ngô Diệc Phàm trong diện mạo cáo trọc đầu, gương mặt hốc hác, râu tóc xồm xoăn, cùng với dòng hashtag Ngô Diệc Phàm bị bắt. Tuy nhiên, ngay sau đó, rất nhiều netizen nhận ra đây chỉ là hình ảnh Photoshop. Đây là hình ảnh mà Ngô Diệc Phàm tham dự sự kiện năm 2018 và bị che trọc đầu, không phải hình ảnh mới nhất ở trong tù. Triệu Lệ Dĩnh đi chơi cùng con. Trang Sina đưa tin sáng ngày hôm nay, cảnh sát ảnh xứ Trung chia sẻ loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tại một trung tâm thương mại cùng tưởng tượng cậu con trai 2 tuổi rưỡi của cô. Đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh lộ diện cùng quý tử sau khi tuyên bố ly hôn với Phùng Thiểu Phong hồi tháng 4. Hai mẹ con chơi đùa rất vui vẻ, nhiều lời khen từ phía cư dân mạng gửi đến mỹ nhân họ Triệu. Tỉnh Bách Nhiên bị tố chảnh chòe, thái độ láo toét với nhân viên sân bay. Theo đó, tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sân bay khi bước ra, nhân viên bảo vệ có gọi lại và nhắc nhở anh phải cởi mũ vì có một máy đo nhiệt độ phía trước. Lúc này anh bực tức giật chiếc mũ đang đội, dường như rất khó chịu. Việc tỏ thái độ gay gắt với một nhân viên bảo vệ khiến tỉnh Bách Nhiên bị ném đá dữ dội. Ngoài ra, trong ngày hôm nay còn có một số thông tin đáng chú ý sau. Trang Jimunew, box album mê của Thái Tử Khôn đã phát hành 4 tháng, nhưng mới chỉ có 5 trên 11 bài. Tầm Ngưu Chính Uy có bài viết nói về giai đoạn lộ tin đồn hẹn hò với Ngô Diệc Phàm. Luca Hoàng Hy Húc bị tố bỏ mặc thú nuôi, khiến đồng đội phải nuôi dùm. Lộc Hàm góp tiền xây dựng sân bóng cho học sinh Tân Cương. Tyson xóa và ẩn hết những bài đăng liên quan đến thể loại đất Mỹ, song nam chủ. Lương Ngôn Tả Y đã lấy được giấy phép phát hành. Trên đây là những tin tức mới nhất của CBIT Hoa Ngữ có trong ngày hôm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.